Hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui được gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo này của mình. Thì thật sự là lúc trưa nay mình quay video đấy thì là trời rất là đẹp các bạn ạ. Thì đến bây giờ, hiện tại bây giờ là 3 rưỡi chiều, các bạn thấy là ở sau xung quanh mình đây trời bắt đầu đổ bão cát các bạn ạ. Đây sắp Tết rồi mà bão cát thế này thì các bạn tính đây các bạn nhé. Mình bây giờ mình sẽ quay bão cát cho các bạn xem. Đây là mình đứng ở đằng sau cái nhà xưởng này, đâm là nó không có gió thôi, nhưng các bạn ra ngoài nhìn gió rất là to và mù mịt đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái dây kia nó bay kìa. Cái dây kia nó bay để tốc độ gió rất là mạnh các bạn ạ. Đây là mình đứng trung khuất các bạn nhá, đứng khuất nhìn vậy đây, từng là ở phía xa xa cái độ khoảng mấy trăm mét cái cầu kia các bạn, là cái cầu đấy, cầu đây, cái cầu kia kìa. Cái cầu đấy nhìn rất là mờ luôn, không nhìn thấy đâu. Đây là mặt trời đâu, mặt trời mất rồi các bạn, mặt trời lấp mất rồi lúc đấy, đây là mờ kìa. Bạn nhìn này, mặt trời buổi chiều rất là rõ nhưng mà giờ hầu như là không nhìn thấy cả. Đấy, các bạn biết là cát rất là dày luôn. Nếu như mà như trước mình làm ở ngoài công trường ấy, ở cái túc xá ở ngoài sa mạc thì buổi sáng mình đi làm mà buổi chiều về đến nhà là không mở được cửa vì cát nó lấp mất cái cửa, mình bao ra vào cửa là phải lấy máy xúc cát ra mới vào được nhà cơ các bạn ạ. Đây các bạn nhìn đây, có 3 rưỡi chiều mà không thấy gì luôn, mặt trời mất rồi, mặt trời mất cát đã che mất mặt trời rồi. Đây các bạn nhìn này, mù mịt luôn, trời và đây là cái cát nó thổi vào đây, cái cát ở ngoài sa mạc nó thổi vào đây, nó đang dồn vào đây đó. Một lúc nữa thôi chứ này là cát sẽ cao lên rất là nhiều cát. Thế bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài các bạn nhá, đi ra ngoài mà bão cát là mình phải bịt mặt kín mít thế này, đeo kính vào, không cát nó vào trong mắt nên mình nói sợ cát nó chưa bồm mất, nhưng mà ra ngoài mình phải cầm điện thoại chắc, không cầm chắc là nó sẽ hất tay mình ra, hất bay điện thoại luôn. Đây này các bạn nhìn nhá, đây này. Đây các bạn nhìn cái cột kia kìa, đấy nó bằng bay đó, cái cột đấy. Cột này là cột đo tốc độ gió các bạn nhá. Đo gió, cái độ gió của nó đấy để hướng gió, nó gọi là cái túi hướng gió. Để người ta theo cái chiều, nếu mà gió đằng nào nó quay đằng đấy. Nó bay rất là căng luôn. Đây mọi người vẫn đang làm ở ngoài trời. Cái cột anten kia một lúc nữa là không thấy gì. Luôn. Đó. Là quất như này thôi, nhưng nếu như các bạn mà ra sa mạc thì các bạn sẽ biết là cát nó bay vào mặt sẽ rất là rát luôn, bay vào người rất là rát. Đây cái tổ sơn kia, người ta đang sơn mà bị vào cát, người ta đang lấy ni lông để bọc lại. Đứng mà gió nó thổi mình lắc lư luôn, gần như ngã.
mình đeo kính ở mắt rồi nhưng mà vẫn bị cát chùa trong mắt. Trời như kiểu là 6 giờ tối. Mình sẽ dừng video ở đây nhé. Bây giờ mình phải vào trong nhà thôi, ngoài bụi lắm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.